phải gán nhớ những cái đó thì nó mới có căn bản, rồi khi mình ra đi thì mình chỉ mang theo cái đó thôi. Còn ngược lại, nếu mình không có căn bản học Phật rồi đến lúc mà giờ chót mình ra đi mình chỉ nhớ những cái ái ố, sân si, buồn và những cái thất vọng. Khi mình rời khỏi xác phàm, trên thế gian này chưa có cái gì gọi là cô đơn và sợ hãi khủng khiếp nhất bằng cái giây khắc mà cái hồn sắp lìa khỏi xác. Cái đau đớn của bệnh viện ống hay là bác sĩ, bao nhiêu người đứng xung quanh khóc, nó không có còn tác dụng nữa. Mà cái thần hồn rất là sợ. Là gì? Mình đi ra phi trường hay là mình đi đâu cũng có người đưa tiễn, có vé máy bay, có security chỉ mình. Nhưng mà lúc đó mình đi một cái cõi không gian muôn ngàn muôn hướng, và lúc đó bóng tối nó quay cuộn cuộn như nè, nó như cái đường hầm bánh tối vậy. Khi mình không có tu á, con đang nói những người không biết tu, nó xoáy. Bây giờ mình nhìn thấy tornado mà ở mấy tiểu bang miền Trung nước Mỹ đó, mình thấy nó xoáy thôi là mình đã khiếp vía rồi. Nhưng mà mình thấy nó xoáy, nó đi theo cái đường đó mình né còn được, đúng không? Mình có xe mình né được. Nhưng mà cái này á, nó lại hút mình vô luôn. Mình chỉ làm một cái miếng giấy nhẹ mà cái luồng đen mà của ma quỷ á, của bên cõi vô hình á, nó xoáy mình đi. Mình nghĩ mình có né được không vậy? Nó cũng y như cái miếng giấy mà của cái lấy sóc của cái luồng xoáy mà tornado á, mà cái gọi là gì, lốc ha, lốc cuốn ha, mà đen thui nè, mà cõi vô hình nó có cái đó thì nó xoáy những cái thần hồn không biết tu đi theo đó. Ngược lại rất là khủng khiếp, rất là sợ. Ngược lại, nếu mình hiện giờ còn Phật đại khái còn mấy câu mà ngọng ngọng đớt đớt cũng được nữa. Ví dụ như cái lưỡi mình bị cứng, Phật cũng được. Nhưng mà cái tâm mình đã niệm rồi thì còn có thể cứu được. Nhiều lúc tòa sen xuống rước á, hoặc là mấy chư thiên gãy hoa đứng chào, phải không? Gãy hoa thơm rồi á, rồi có xe ngựa, mà thôi là xe ngựa cõi trời nghe, cướp mình đi. Nó có. Thì hôm nay lời con nói là thật 100%. Bác chăm chú nhìn con dữ ha. Đó thì tự mình chọn, mình muốn cái lóc xoáy đen nó cuốn đi, cái lóc cuốn đi, hay là mình muốn hai bên tiên nữ gãy hoa đón chào trở về. Hey bạn hiền, bữa nay xuống đây chín mấy tuổi, 95 rồi phải không? À, bữa nay về á, bữa giờ đi học ở dưới được gì về kể tao nghe. Nó cũng y như một người đón chào một người phương xa vậy đó. Thì bạn mình chảnh cha mẹ mình ở cõi trời, còn xuống đây mà mình quên đường về, mà mình đi làm đường lập lối thì bị lốc xoáy đi rồi vô địa ngục hành xác cho cũng mấy nghìn năm trong đó. Bao nhiêu chuyện tội lỗi mình làm, bị cắt lửa chảo dầu, cá sấu ăn quỷ dạ so nó nuốt, đã rồi lên đầu thai làm người Phi Châu chứ không phải làm người Việt Nam nữa. Tại vì cho cái hỏi làm người Việt Nam có nhiều đạo, có Phật có bển mà không chịu tu thì cái nó sẽ thích ứng với người Phi Châu, đúng không? Người Phi Châu hung dữ, đúng không? Đa số là con thấy thời nay công an nó sẽ đầu thai, nếu mà nó có phước nha, đầu thai làm người Phi Châu nhiều. Tại thích kể vòng vòng đi rượt mấy con thú, hiện giờ đi rượt mấy dân bắt bậy bạ. Thì lúc đó mình không còn biết tu là gì. Khi đã sai hôm nay thì trong tương lai cái thần hồn mình nó sẽ đi sai tiếp. Còn mình đi đúng hơn nay thì dầu cho mình không có về khỏi Phật liền thì kiếp sau mình cũng đi đúng. Còn mình đặt cái bước chân hôm nay, mỗi một giây khác mà gặp những người thiện trí thức mà mình chịu quay đầu hôm nay thì là mình đặt cái nền móng, mình đã thành Phật rồi cho tương lai, cho kiếp sau của mình. Còn hôm nay mà mình không có đặt cái nền móng đó thì kiếp sau á, mình sẽ đầu thai thành thú, đọa địa ngục và tiếp tục đi lẩn quẩn. Nó rất là hàng nghìn năm á, cũng có nữa đó. Thì cuối cùng mình quyết định mình quay đầu bây giờ,
hay là mình để tới đi hàng nghìn năm, đi vòng vòng qua Phi Châu, mặc xà rông chạy ở ngoài rừng ngoài núi cho đã, rồi lúc đó bắt đầu mới mới chịu quay đầu, chưa chắc quay được nữa. Con nói thật nghe, làm người Phi Châu thôi, làm chó của mấy người Mỹ nó còn sướng hơn. Bữa nhìn thấy cái video á, mấy người ở bển uống nước á, còn cái nước gì mà nó dính đất đỏ quét mà họ uống, có thấy không, tội không? Ở đường mấy đứa nít nó uống vô nó bị bệnh, nó chết nhiều lắm. Hiện giờ cái nạn Phi Châu chết mấy triệu người vì họ thiếu phước, họ không biết tu. Rồi một con sư tử bắt được một con nai, vừa cắn cổ con nai xé xác ăn được có mấy miếng à, chạy tới cầm mấy cây gươm mấy con sư tử để mà giành cái con nai đó. Quý vị có thấy mấy cái đó không? Tự nhiên người đi giành ăn với thú thì mình bằng thú rồi, có khác gì đâu, chỉ khác con cái mình hai chân mình chạy thôi, còn nó bốn chân nó có nó đó, coi đi có. Thì những cái người hung dữ sau này sẽ thành vậy đó. Đây thì cái đây thì có phụ anh kia đấy.